Cái diện học bổng thứ hai, một số cái bạn sinh viên là vừa rồi đạt được những cái suất học bổng rất là cao. Nó rơi vào tầm, nó trị giá đến tầm 250 cho đến 300 triệu một suất học bổng. Thì đây cũng là một cái những cái gọi là những cái giá trị rất là lớn. Thì nó không phải là đơn giản để các bạn có thể đạt được. Thì nếu như mà mọi người theo dõi những cái yêu cầu đầu vào của trường đại học thì mọi người đều biết được là cái yêu cầu đầu vào nó chỉ có 6 chấm thôi, và không có kỹ năng nào dưới 5.5 thì mình đã vào được năm nhất đại học rồi. Điểm trung bình môn ở lớp 10, 11, 12 của các bạn thì rất là cao, cho nên là điểm trung bình phải cực kỳ cao, ít nhất là phải trên 8.5 thì chúng ta mới có thể nghĩ là chúng ta có cái xác suất chúng ta chạm tay vào cái học bổng. Profile của các bạn thì cũng không có nhất thiết là quá là khủng như nãy giờ em nói là mình phải có tiếng nói trong cộng đồng, hay là mình phải có thế này thế kia, ngoại khóa quá là nhiều. Dĩ nhiên là nếu mà mình có thì nó là một cái điểm cộng nhất định cho mình rồi, nhưng nếu không có thì cũng không vấn đề gì cả.